Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Vậy nên trong năm 2023, quý Mão, họ rất thành công và được mọi người ngưỡng mộ, tôn sùng. Năm 2023, tuổi Mão nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng được đi công tác xa, vì vậy cần phải hết sức cẩn trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Vận trình tài lộc của tuổi Mão năm nay cũng rất khả quan, tài lộc rất vững chắc. Tuy nhiên, giàu cỡ nào cũng không nên cho người khác vay mượn tiền bạc, nếu không vừa tiền mất lại vừa mất đi tình cảm gia đình. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng rất khả thi, tuổi Mão cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó. May mắn là tuổi Mão đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, thậm chí tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết. Mời quý vị cùng theo dõi video để biết thêm chi tiết. Tổng quan tử vi gia chủ tuổi Mão năm 2023 quý Mão. Khác với tử vi năm Nhâm Dần 2022, sang năm 2023 gặp đúng năm tuổi và phạm cục diện trực thái tuế, người tuổi Mão gặp khá nhiều bất lợi và bất động ở khắp các phương diện cuộc sống. Người xưa thường nói, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa. Tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào. Dưới tác động của thái tuế, tư tưởng gia chủ bất ổn, dễ thay đổi theo hướng mới, công việc làm ăn vì thế mà dịch chuyển theo, có xu hướng đi làm ăn xa hoặc thay đổi nơi làm việc. Vì vậy, trong năm nay, người tuổi Mão luôn phải giữ được cái tâm bình hòa, dĩ hòa vi quý để tránh những xung đột không đáng có. Nếu như có xung đột hay tranh chấp, cần nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, tránh hao tâm phí tài, tổn tài vô cớ. Trong năm tiêu pha tiền bạc nhiều, đầu tư kinh doanh càng lớn càng khó thu hồi vốn, nên tính toán thận trọng khi hùn hạp làm ăn. Tình cảm lứa đôi thiếu hài hòa, gia đạo bất ổn, nhiều chuyện phiền muộn phải lo lắng, không nên. Ngoài ra cần cảnh giác vướng họa thị phi, kiện cáo pháp luật gây hao tổn về tiền bạc. Xem tử vi năm 2023 của tuổi Quý Mão, con giáp này dễ mắc bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Điểm báo tử vi cũng cho thấy bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, nhất là người cha. Trong năm 2022, Quý Mão, các gia chủ cần cẩn trọng chú ý tháng Tân Dậu, tháng 8 âm lịch, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Mão, vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại. Tử vi sự nghiệp quan vận của mệnh chủ tuổi Mão năm Quý Mão 2023. Thái tuế tác động mạnh về mặt tư tưởng khiến đại đa số người tuổi Mão phải suy nghĩ nhiều, thay đổi liên tục về tư tưởng, công việc làm ăn nhìn chung gặp khó khăn, khó được suôn sẻ ngay từ đầu. Trái lại, vạn sự khởi đầu nan. Nửa đầu năm là thời điểm mà công việc làm ăn của tuổi Mão có sự thay đổi lớn, có thể là đổi việc hoặc mở mang thêm lĩnh vực khác. Nhưng dù là gì đi nữa vẫn gặp nhiều bất lợi. Nửa cuối năm có cát thần nâng đỡ, công việc bất vất vả phần nào nhưng để tiến tới thành công lớn hoặc có sự thăng tiến mới, e rằng là điều chưa thể. Năm 2023, tuổi Mão hạn chế việc chung đụng hùn hạp làm ăn hay có sự hợp tác, liên kết nào đó, dễ chủ về mâu thuẫn, kiện cáo và bất lợi khi làm việc. Có thời điểm hội tụ nhiều hung tinh trong năm, công việc của bản mệnh rất mất kiểm soát, có thể gặp phải thất bại khá nghiêm trọng. Theo đó, làm gì cũng cần tỉnh táo, có phương án phòng bị để đá tránh bất chắc. Năm nay chưa thấy điểm nào nổi bật về quan vận của người tuổi Mão, lộ trình thăng tiến cũng khá nhạt nhòa, cần phải nỗ lực gấp nhiều lần so với trước, may ra mới đạt được mục tiêu. Tử vi về tài lộc, tiền bạc của mệnh chủ tuổi Mão năm Quý Mão 2023. Trong năm đương đầu thái tuế, tài lộc của tuổi Mão có biến động khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít. Áp lực kinh tế lớn hơn so với tử vi năm 2022. Vì thế, hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài. Năm nay, người tuổi Quý Mão nên hạn chế đầu tư, cho vay hoặc hợp tác làm ăn để tránh hao tài. Khi bước vào những lĩnh vực làm ăn mới cũng cần phải hết sức cẩn thận. Tóm lại, mệnh chủ tuổi Mão năm nay tọa thái tuế nên cần ưu tiên giữ ổn định, lùi một bước để tiến hai bước. Khi gặp khó khăn, cần bình tĩnh xử lý mọi việc, lắng nghe ý kiến của người khác, tránh hành động sốc nổi, không được xử lý bừa bãi.
Điểm sáng là trong năm nay, gia chủ có nhiều thay đổi về tư tưởng, có xu hướng tìm hiểu nhiều về các kênh đầu tư khác nhau, chứ không chỉ một nguồn thu nhập từ công việc hiện tại. Điều này rất đáng hoan nghênh nếu như bạn chịu khó tìm tòi, học hỏi, tiến hành từng bước chậm nhưng chắc. Ngược lại, nếu đầu tư với tâm thế kiếm lời nhanh, làm giàu nhanh chóng thì rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Năm nay không tốt cho những ai có ý định đầu tư cơ ngắn hạn, lúc đầu có thể là kiếm được khoản nhỏ nhưng về sau tổn thất nặng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2023, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân hợi mão mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Mão, năm Quý Mão 2023. Sức khỏe của người tuổi Quý Mão chịu tác động nhiều từ thái tuế, đây có thể coi là một năm khá vất vả, tất bật vì công việc cùng bản mệnh. Do đó liên tục xuất hiện cảm giác mệt mỏi, tuệ oải, chán ăn, cơ thể suy nhược rõ rệt. Vì phải đối mặt và xử lý với rất nhiều khó khăn, đều phiền phức, tuổi Mão nảy sinh tâm lý tiêu cực, nhất là người độc thân, càng sống thu mình, ít chia sẻ, cảm xúc không được phát tiết ra bên ngoài nên càng u uất, bực dọc. Đó chính là nguồn cơn của đau ốm và bệnh tật. Theo đó trong năm, bản mệnh nên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Tuổi Mão thường ngày thì nên năng tập luyện, thể dục, thể thao, đến những nơi có nhiều cây xanh để thư giãn cơ thể, thư thái tinh thần. Có thể học thêm cách hít thở để điều chỉnh nhịp thở có lợi cho sức khỏe. Tùy theo sức khỏe của mình, con giáp này có thể tham gia các hoạt động thể thao, về cơ bản đều sẽ thúc đẩy sức khỏe tốt hơn. Dù là nam hay nữ mạng, tuổi Mão cũng không nên chủ quan khinh suất vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Ngoài ra, cần đề phòng hỏa hoạn trong các tháng 4, 5 và 6 âm lịch. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Mão trong năm Quý Mão 2023. Thái tuế phủ đầu lại có đào hoa tinh chiếu mệnh, tình duyên tuổi Mão năm 2023 không được tốt. Trong nhà thiếu hòa khí, gia đạo bất ổn, xoay quanh những mối lo cơm áo gạo tiền. Vợ chồng con cái thường xuyên cãi vã, ra đường cũng xung đột trong các mối quan hệ xã giao. Người tuổi Mão cần giữ thái độ bình tĩnh để giải quyết vấn đề của gia đình mình, tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến đối phương thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Đặc biệt, các cặp đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe nhau, dẫn đến tình trạng đồng sàng dị mộc, từ đó dẫn tới rạn nứt tình cảm gia đình. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Đối với đối tượng độc thân, tình cảm không mấy thuận lợi, dù vẫn có cơ hội hẹn hò hoặc là thông qua manh mối, nhưng chỉ duy trì mối quan hệ ngắn hạn, khó có kết quả. Trong gia đình cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn với bố mẹ hay anh em, khiến tâm trạng bất ổn, dễ sa vào thói hư, tật xấu. Trong năm có điểm báo về sự ngăn cản, phản đối, các cặp đôi đang yêu mà tính chuyện cưới, gả, e rằng đại sự khó thành. Nên bình tĩnh tìm cách thuyết phục người thân hơn là phản kháng kịch liệt, kẻo hậu họa khôn lường. Vận hạn chi tiết của từng tuổi Mão trong năm 2023 Quý Mão. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. 2023 chính là năm tuổi của các gia chủ, thời điểm này bản mệnh cần tránh những hành vi bốc đồng, nóng nảy, vì đó là căn nguyên khiến bạn vướng vào nhiều thị phi, rắc rối. Tình hình sức khỏe của bản mệnh về cơ bản là ổn định, song không nên cho rằng mình còn trẻ tuổi mà duy trì lối sống thiếu khoa học. Chuyện tình cảm không có quá nhiều biến động, muốn tìm được người ưng ý thì có lẽ bạn phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Trong năm 2023, những người tuổi Đinh Mão đang ở độ tuổi chính, nhưng vì năm tuổi nên các phương diện khó được suôn sẻ như mong muốn. Không chỉ công việc bất thuận mà áp lực kinh tế cũng rất lớn. Một số người dễ gặp thất bại trong việc đầu tư, kinh tế rơi vào khủng hoảng, thậm chí phải gánh những khoản nợ lớn. Để giảm thiểu gánh nặng về kinh tế, gia chủ phải duy trì lý trí và sự tỉnh táo, đừng bao giờ mù quáng chạy theo xu hướng mà vung tiền đầu tư bừa bãi, nên tiết chế trong chi tiêu hàng ngày, không nên mua những món đồ vượt ngoài khả năng chi trả của mình. Bản mệnh không nên mải mê quá với công việc mà kiếm tiền, bỏ bê gia đình. Nếu vợ chồng xảy ra tranh cãi, nên nhường nhịn một chút cho êm cửa ấm nhà. Mâu thuẫn gay gắt đến đâu cũng có thể giải quyết được khi cả hai đều bình tĩnh. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Năm 2023 không phải là một năm quá khó khăn đối với người tuổi Ất Mão. Nhờ vào sự thông minh, tài trí và bản lĩnh của mình, bạn vẫn sẽ đạt được những thành tích nhất định trong sự nghiệp và tài lộc.
Tuy nhiên, bạn cần ý thức được điểm yếu của mình là quá cố chấp, bảo thủ, không chịu thay đổi. Nếu cứ ương bướng, thích làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác, bạn sẽ đưa mình vào những rắc rối, thậm chí là tai họa khó dự đoán trước. Thời điểm này, bạn cần chú ý đến cách cư xử của bản thân, giữ quan hệ hữu nghị với mọi người, nếu không sẽ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt, tạo ra những chuyện mâu thuẫn, thị phi không đáng có. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Bước sang năm 2023, những người tuổi Quý Mão đa phần đều đã đến độ tuổi nghỉ hưu. Có thể ban đầu khi phải rời khỏi vòng quay quen thuộc, bản mệnh sẽ cảm thấy không quen, bốn tay, bốn chân và chán nản vì không có việc gì để làm. Nhưng sau khoảng một thời gian, gia chủ sẽ thấy mình được nhàn hạ, không còn phải lao tâm khổ tứ, suy nghĩ ngược xuôi, cũng có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và cho gia đình nhiều hơn. Vậy nên trong năm cần điều chỉnh tâm lý, thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước kia, tận hưởng quãng thời gian về hưu đúng nghĩa. Hãy làm những việc mà mình thích để cuộc sống hàng ngày thêm phần thú vị, chẳng hạn như bầu bạn với bạn đời, giúp con cái chăm sóc trẻ, chăm sóc cây cối, vườn tược trong nhà. Những hoạt động nhẹ nhàng này sẽ làm cho cuộc sống trở nên đầy màu sắc, cũng rất tốt cho sức khỏe và hỗ trợ giấc ngủ. Tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Trong năm tuổi phải đương đầu với Thái Tuế, tuy nhiên tuổi Tân Mão vẫn được cát tinh bảo vệ, được bình an, cát tường, hưởng thụ cuộc sống. Do đó, trong đại đa số hoàn cảnh, dù gặp vấn đề khó khăn, rắc rối, chỉ cần giữ trạng thái tâm lý tích cực, bình tĩnh thì bản mệnh vẫn có thể từ từ giải quyết. Người tuổi này nên để tâm lắng nghe ý kiến của con cháu trong nhà, không nên tự mình quyết định mọi việc, nếu không có thể vướng vào những sự cố không đáng có. Các gia chủ tuổi Mão trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy trong ngày này. Qua phần luận giải của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão. Từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.